Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, mặc dù tại Úc cư dân tại hai tiểu bang lớn nhất đang phải sống trong tình trạng phong tỏa, thế nhưng Victoria có thể sẽ đạt được mục tiêu zero ca nhiễm cộng đồng để chấm dứt phong tỏa. Trong khi New South Wales, mục tiêu này có lẽ sẽ không bao giờ đạt được. Vì vậy, để có thể chấm dứt phong tỏa, thì New South Wales phải đặt mục tiêu chủng ngừa là 70% cho cư dân trên 16 tuổi, và đây cũng là chỉ tiêu của liên bang. Bên ngoài New South Wales và Victoria thì tình hình dịch bệnh tại các tiểu bang và lãnh thổ khác được cho là khá ổn định. Mặc dù vậy thì Tasmania vẫn tuyên bố là sẽ gia tốc chủ ngừa, đặc biệt là trong 6 tuần lễ kể từ ngày 25 tháng 8 để mau chóng đạt được mục tiêu 70% cư dân đã chủ ngừa. Cũng liên quan đến đại dịch, Cơ quan Kiểm soát Dược phẩm TGA đang chuẩn bị cấp phép sử dụng cho loại thuốc đầu tiên dùng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 được sản xuất tại Úc và sau đây là phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 8 năm 2021. Vắc xin Covid-19 tiến độ chủng ngừa và cơ hội đạt chỉ tiêu vào cuối năm. Theo nguồn tin news.com.au, thì một chuyên viên về dịch tễ học, giáo sư Paul Griffin nhận xét rằng chính phủ liên bang đã tạo được sự gia tăng đáng kể trong tiến độ chủng ngừa mà nay số lượng vaccine sử dụng tại Úc đã lên trên mức 14 triệu liều. Nhắc lại là chính phủ đã đặt mục tiêu sử dụng 40 triệu liều vaccine để chủng ngừa cho 20 triệu cư dân Úc trên 16 tuổi. Trong khi đó, thì phối hợp viên về kế hoạch chủng ngừa Trung tướng John Freewood tin tưởng rằng với nguồn cung ứng vaccine đang gia tăng và cư dân cũng đã sẵn sàng hơn trong việc chủng ngừa thì mục tiêu của chính phủ sẽ đạt được. Mục tiêu này là 80% cư dân Úc trên 16 tuổi đều được chủng ngừa vào cuối năm nay 2021. Vài tuần trước, Thủ tướng Morrison cũng đã công bố lịch trình gồm 4 giai đoạn và giai đoạn thứ 3 là khi nước Úc đạt được chỉ tiêu 80% cư dân trên 16 tuổi được chủng ngừa thì đây sẽ là thời điểm mà cư dân sẽ có được cuộc sống tự do, thời hậu Covid-19 cũng như biên giới quốc gia sẽ được mở cửa để cư dân có thể được xuất ngoại. Hiện nay thì mức độ chủng ngừa tại Úc đã đạt được 23.7% Nhắc lại là tiến độ chủng ngừa đã được cải thiện rất nhiều và vào giữa tháng 9 tới thì vaccine Moderna sẽ được sử dụng tại Úc, sau khi Úc Châu nhận được 1 triệu liều đầu tiên. Và trong 3 tháng còn lại của năm 2021 thì mỗi tháng nước Úc sẽ nhận được 3 triệu liều Moderna. Đại dịch COVID-19, TGA chuẩn bị cấp phép sử dụng thuốc điều trị COVID-19 cho thuốc Monopiravir. Cơ quan quản lý dược phẩm TGA của Úc vừa bật đèn xanh mở đường cho việc cấp phép sử dụng tạm thời một loại thuốc của Mỹ dùng để điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ và trung bình. Loại thuốc này có tên gọi là Monopiravir do hãng dược Merck của Mỹ sản xuất. Monopiravir được bào chế dưới dạng viên nang và nhà sản xuất khẳng định thuốc này có khả năng tiêu diệt nhiều loại virus, trong đó có cả virus gây bệnh COVID-19. Loại thuốc kháng virus này được hãng dược khuyến cáo nên sử dụng ngay trong những ngày đầu sau khi bệnh nhân nhiễm virus, thời điểm hệ miễn dịch chưa có đủ thời gian cần thiết để cung cấp bảo vệ cho cơ thể để ngăn chặn virus tăng sinh. Sau khi TGA cấp phép sử dụng tạm thời thuốc Remdesivir dùng để điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng vào năm ngoái, thì nếu được chấp thuận, Monovipravir sẽ là loại thuốc điều trị COVID-19 thứ hai được sử dụng tại Úc. Thuốc Monopiravir đã được các nhà nghiên cứu của Đại học Emory phối hợp với công ty công nghệ sinh học Richback therapeutics tại Mỹ phát triển từ năm 2019 và hiện đang được phát triển ở giai đoạn 3 như một phương pháp điều trị bệnh nhân COVID-19. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Mỹ cam kết sẽ mua 1.7 triệu liệu trình thuốc Monopiravir với tổng giá trị hợp đồng lên đến 1 tỷ 200 triệu Mỹ Kim nếu loại thuốc này được cơ quan quản lý dược phẩm FDA của Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp. Đại dịch COVID-19, trùng ngừa vaccine với liều lượng thấp tại Queensland Vài tuần trước đây, Vietface TV đã loan về việc 6 cư dân Queensland đã bị trùng ngừa với số lượng vaccine thấp hơn quy định. Đây là lần thứ nhì mà sự sai sót về liều lượng vaccine đã xảy ra. Nhắc lại là lần đầu tiên là khi chiến dịch trùng ngừa bắt đầu thì đã có hai cụ ông cụ bà bị trích quá liều, tuy nhiên điều này đã không gây ra hậu quả đáng tiếc gì. Trong khi đó, thì việc trùng ngừa với số lượng vaccine thấp hơn mức quy định thì không thể tạo được mức độ hữu hiệu Tuy nhiên, điều khó khăn cho Bộ Y tế Queensland hiện nay là việc nhận dạng được danh tính của 6 người này và do đó mà tất cả 66 người đã được chủng ngừa cùng một ngày và cùng một địa điểm đã được liên lạc để trích thêm một liều vaccine. Lý do là vì cho đến nay thì việc truy tầm này vẫn chưa đem lại kết quả, ngoài việc biết được là 6 người này nằm trong một danh sách gồm 66 người đã chủng ngừa trong ngày 21 tháng 7 tại Bệnh viện Rockhampton. Bởi lý do ấy mà tất cả 66 cư dân này cần phải được chủng ngừa thêm một mũi với đúng liều lượng được quy định. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Bộ Y tế Queensland, thì việc chủng ngừa thêm một liều vaccine sẽ không gây ảnh hưởng gì tiêu cực cho bệnh nhân. Y sĩ trường Janet Young cảm thấy rất tiếc về sự kiện này, nhưng đồng thời cũng xác nhận rằng việc chủng ngừa lần thứ nhì sẽ không tạo ra nguy hiểm gì mà chỉ giúp mức độ hữu hiệu của vaccine được duy trì cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế Queensland thì trong số 66 người này có 26 người chích mũi đầu tiên và 40 người được chích mũi thứ nhì. Điều này có nghĩa là khi phải chích lại thì 40 người này sẽ được chích lần thứ ba. Tuy vậy theo lời các chuyên gia thì việc chích thêm mũi thứ ba sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực gì, ngược lại còn gia tăng thêm mức độ hữu hiệu mà thôi. Tasmania tăng tốc chủng ngừa trong 6 tuần lễ. Tasmania đã đóng cửa biên giới đối với toàn thể cư dân Victoria và New South Wales và một phần Queensland bởi vậy, Thu Hiến Peter Gatwin nói rằng Tasmania lợi dụng tình trạng này để phát động chiến dịch chủng ngừa trong vòng 6 tuần lễ, đặc biệt là để phòng chống sự lây lan dịch bệnh của chủng biến thể Delta. Theo lời thủ Hiến Gatwin thì chiến dịch chủng ngừa này sẽ được tiến hành từ ngày 23 tháng 8, bao gồm học sinh, sinh viên trên 16 tuổi và Bộ Y tế cũng như Bộ Giáo dục sẽ hợp tác với nhau để thực hiện chiến dịch này. Đồng thời chính quyền Tasmania cũng hy vọng là sẽ mở rộng thành phần chủng ngừa cho lớp tuổi từ 19 đến 39 sớm hơn dự định. Ngoài việc đẩy mạnh tiến độ chủng ngừa trong 6 tuần lễ, chính phủ Tasmania cũng sẽ tăng cường việc kiểm soát biên giới và ban hành biện pháp trợ cấp tài chính cho những thương nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực vì tình trạng phong tỏa tại New South Wales và Victoria hiện nay. Tasmania là nơi mà mức độ chủng ngừa tương đối cao hơn so với các tiểu bang khác. Một phần có thể vì đây là tiểu bang có rất ít cư dân với chỉ gần 550.000 người. Cho đến thời điểm này, đã có khoảng 51.5% cư dân Tasmania từ 16 tuổi trở lên đã được chủng ngừa ít nhất là một lần và 28% đã được chủng ngừa đủ hai liệu. Nước Úc sẽ cần thêm 400.000 nhân viên chuyên môn ngành chăm sóc. Theo nguồn tin từ Yahoo Finance, thì trong vòng 10 năm tới, nước Úc sẽ thiếu hụt 110.000 nhân viên chăm sóc người cao niên, đây là con số được ước lượng trong một phúc trình của Tổ chức Phát triển Kinh tế nước Úc gọi tắt là SIDA. Cũng theo dự phóng của SIDA thì sự thiếu hụt này sẽ gia tăng lên 400.000 chuyên viên vào năm 2050, trừ phi chính phủ các cấp có những biện pháp khẩn cấp cần thiết. Theo kinh tế gia trường của SIDA, ông Jarrod Bo, thì nước Úc đã không đối phó thành công với thách đố và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao niên cần phải được yểm trợ nhiều hơn. Ông Jacobo nói rằng nước Úc cần có 17.000 nhân viên chăm sóc người cao niên mỗi năm thì mới có thể giữ được nguyên trạng của hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay. Cũng theo dự phóng của Sida thì vào năm 2031, 20% cư dân Úc sẽ bước vào lớp tuổi 65 và do đó nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao niên sẽ tiếp tục gia tăng và tất nhiên là sẽ đòi hỏi thêm nhiều sự cam kết của chính phủ liên bang để đối phó. Hiện nay, nước Úc đã chi tiêu ở mức trung bình của các quốc gia trong tổ chức OECD trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên. Nhưng mức độ chi tiêu trung bình này hãy còn rất thấp so với mức độ chi tiêu của các nước tại Bắc Âu như là Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và ở châu Á là Nhật Bản. Chuyên gia kinh tế của Sida nhấn mạnh thay đổi chính sách nhập cư chính là một đòn bẩy mạnh nhất do hơn 30% lực lượng lao động chăm sóc người cao tuổi hiện nay ở Úc là người nhập cư. Do đó, Sida kêu gọi sau khi biên giới quốc gia Úc mở cửa trở lại, chính phủ liên bang cần tích cực tuyển dụng nhân viên, không chỉ y tá mà cả những người có trình độ chuyên môn cao hơn cho lĩnh vực này. Cảnh sát điều tra cáo buộc về bác sĩ già tại Bệnh viện Bankstown Lickham Theo nguồn tin news.com.au, thì cảnh sát New South Wales đang mở cuộc điều tra về một phụ nữ trẻ 27 tuổi đã giả mạo là bác sĩ và đã từng làm việc trong suốt 8 tháng tại Bệnh viện Bankstown Lickham theo nguồn tin này, thì cảnh sát đã phát động điều tra về cáo buộc giả mạo bằng cấp để làm việc với tư cách là bác sĩ tại bệnh viện này. Ban giám đốc của bệnh viện Bankstown Lidcombe đã phát hiện sự giả mạo vào ngày thứ hai tuần này là người phụ nữ 27 tuổi đã không hề được ghi danh vào hồ sơ của các bác sĩ. Đây là một thủ tục cần thiết vì tất cả các bác sĩ chỉ có thể được hành nghề với điều kiện là họ đã đăng bạ vào sổ bộ của các bác sĩ đang hành nghề. Theo bản tin từ news.com.au, thì người phụ nữ này đã làm việc tại bệnh viện kể từ tháng 1 năm 2021. Và để chấn an công luận, ban giám đốc bệnh viện Bankstown Lidcombe nói rằng người phụ nữ này đã làm việc dưới sự giám sát của các bác sĩ. Thông tin cho biết là người phụ nữ này đã bị giải nhiệm tức khắc và nội vụ đã được chuyển sang cảnh sát để điều tra. Ngoài cuộc điều tra của cảnh sát, thì ban giám đốc bệnh viện Bankstown cũng đã mở cuộc điều tra riêng rẽ và phúc trình đến giới chức thẩm quyền y tế liên bang. Tin kinh tế tài chính Ngân hàng Westpac bán mảng bảo hiểm cho công ty nước ngoài Ngân hàng Westpac đã trở thành doanh nghiệp mới nhất rút lui khỏi lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ sau khi đồng ý bán mảng bảo hiểm này cho công ty bảo hiểm Daiichi Life Holdings của Nhật Bản với mức giá là 900 triệu đô la. Thỏa thuận này cho thấy sự rút lui nhanh của các ngân hàng tư nhân khỏi mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trong bối cảnh các quy định giám sát của Ủy ban Hoàng gia năm 2018 ngày càng gia tăng buộc các tổ chức này phải cố gắng tập trung vào hoạt động kinh doanh ngân hàng và hợp lý hóa hoạt động. Trước Westpac, thì các tập đoàn tài chính khác như ngân hàng Macquarie, công ty bảo hiểm Suncorp Group và công ty quản lý tài sản AMP đều đã rút khỏi lĩnh vực bảo hiểm trong 5 năm qua. Jason Yetin, giám đốc điều hành phụ trách mạng kinh doanh và chiến lược của tập đoàn Westpac cho biết, giao dịch này là một bước đi khác trong việc đơn giản hóa hoạt động của Westpac trong tương lai. Trong khi đó, thỏa thuận này đối với Daiichi sẽ giúp công ty này thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở nước ngoài trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng dân số giảm sụt. Ngoài Westpac, thì công ty Daiichi cũng đã mua mạng bảo hiểm nhân thọ của Suncorp với giá 640 triệu đô la trong năm 2018. Westpac dự kiến sau khi thương vụ này hoàn tất vào nửa cuối của năm 2022, khoản lỗ sau thuế của ngân hàng này vào khoảng 1 triệu 300 ngàn đô la, trong đó khoảng 300 ngàn sẽ được trả trước trong năm tài chính 2021. Ngoài ra, Westpac cũng đã ký một thỏa thuận độc quyền kéo dài 20 năm với doanh nghiệp bảo hiểm trong nước của Daiichi để bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của Westpac. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.